ai đẹp thế, hay hò thế. Gì má, đi đâu ra vậy trời? Tôi thỉnh cho ông bà bây giờ á. Ủa tự nhiên, ủa đây nhà tôi mà tiện đi vô đây làm gì đây vậy? Chị, giới thiệu chị, em gặp của em nè. Em là bé Ngọc, trộn bánh tráng với quần cam á. Trời ơi, thời đại 4.0 mà bán bánh tráng trộn cũng có nem cạt nữa hả ta? Trời ơi chị, chuyên viên trộn bánh tráng mà. À, vậy là em bán bánh tráng trộn chứ gì? Ủa chị không nghe em nói gì hết hả? Em trộn bánh tráng. Ủa mắc cười em quá, thì bây giờ em trộn bánh tráng thì em bán bánh tráng trộn. Chứ mẹ bây giờ em trộn bánh tráng thì em bán vật liệu xây dựng. Ủa mắc cười chứ quá, chị không nghe em nói gì hết, chị ngang ngược quá vậy. Em trộn bánh tráng, em trộn chứ không muốn bán. Em trộn sao mới đưa cho người ta bán. Người ta bán được, bán không bán được em ăn luôn. Mắc cười quá, chỗ tao đang tập nhảy vậy, nhảy vô nói gì vậy, riêng nó còn về mắc cười quá. Nè nha nè nha, bây giờ nghiệp em nhiều quá rồi, nghiệp em từ tiền kiếp cho đến giờ quá nhiều rồi. Bây giờ em phải đi giải nghiệp đi, tiền giải nghiệp em là 9.6 triệu. Nè nha, em không có mê tín dị đoan như chị đâu nha. Em vô đây là em giới thiệu cái dịch vụ trộn bánh tráng của em thôi, chị đâu thu tiền em. Nè nha, bây giờ chị giải thích cho tại sao là chị thu 9.6 triệu tiền giải nghiệp của em. Tại vì cái thời gian mà chị nói chuyện với em quá lâu đi, cái thời gian đó chị lấy giờ mini game của Vietjet để chị trúng vé không đồng. Chị dẫn chồng chị đi chơi, chị dẫn ba má chồng, dẫn ông cú nội nhà chồng, chị đi chơi mắc cười em quá. Thôi thôi, đó là cái chuyện mà gia đình chồng hò thì chị em không quan tâm. Mẹ em không trả tiền chị đâu. Bây giờ em trả không? Em không trả. Em trả không? Em không trả. Em trả không? Trái đất này là của chúng mình. Quả bóng xanh bay giữa trời xanh. Bồ câu ơi cánh chim cùng thương mến. Hải âu ơi cánh chim vờn trên sóng. Cùng bay nào, bay tới Thái Lan. Chị bay Thái Lan. Gì? Cùng bay nào cho nó đất quay. Ôi xin lỗi đi. Tại vì chị bây giờ chị ham đi Thái Lan quá. Bây giờ chị nói lộn được không? Hát tụi bay thương bảo lời người ta. Nè, mua vé máy bay đi nước ngoài là mắc lắm á nha. Không có đùa được đâu. Vậy là em không biết rồi. Vietjet đang mở bán hàng ngàn vé không đồng đi Thái Lan đó. Vé không đồng đi Thái Lan? Đúng rồi. Làm sao để mua được? Vậy nè, đó hồi nãy nhảy gì đó, nhảy gì nè. Đó là để mình tham gia mini game của Vietjet. Đây sao chị em nhảy đó con? Chị nhảy đi chị. Bây giờ chị nhảy liền đi. Bây giờ, chị. Thôi mày đừng nhảy nữa, mày nhảy vô hồng tâm ngồi luôn đi. Chữ. Nghe đi Thái Lan cái sồn đó nè. Nung. Giờ như vậy nè. Chị nhảy xong rồi sao nè chị? Mình post Facebook. Bút liền đi chị. Bút liền nè. À em ơi. Gì vậy? Mình trúng vé Vietjet không đồng đi Thái Lan rồi nè. Đúng rồi. Ây, wow. Đó các em thấy chưa? Chỉ cần nhảy một vài động tác đơn giản, rồi chúng ta cùng tham gia mini game của Vietjet, là chúng ta đã có cơ hội trúng vé không đồng đi Thái Lan rồi đó. Và những bạn nào nha mà không biết nhảy, các em cũng yên tâm. Các em chỉ cần căn ngày 3, ngày 4, ngày 5 tháng 4 này là Vietjet sẽ mở bán hàng ngàn vé không đồng đi Thái Lan đó. Các em nhớ săn cho chị Cano nha. Chị, gì? Em nôn đi Thái Lan quá, mình đi liền đi. Chị cũng nôn lắm.